đây, nó còn hồng nồi thì ăn bò đây hiệu này. Đi lồm lấy mẫu gì lồm? Mẫu gì nó đây dạ, biết cái mẫu. Thấy cá nhỏ 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 không? Cá hàm này là con ngon lắm, ngon hơn cá hàm mà họ nuôi với sâm. Cá hàm này là họ kêu cái hộp sữa này, nó ngon hơn cá hàm với sâm nhiều lắm. Cá hàm với sâm nó không có ngon vậy. Cá hàm này nóng nó ngọt mà nó béo nó ngon lắm. Họ kêu con hộp sữa này con à. Độc con hào dài đó. Độc dài đó con. À, cũng năm đoạn hơi vậy chồng. Năm đoạn thì kiếm được trăm ngon. Mùa này là bét đào ấy là tháng tư đến chừng này là cái hào này nó nhiều rồi bò con đi đọc về dông còn có bò thì bò đi đọc về bò bón nhiều lắm con, mình đọc hết đó nhiều lắm. Ba bữa là con nước nó còn rồi đông. Nó trật cái xe cây.